Đoạn này là bị nặng nhất ở cô giáo. Đúng rồi, đoạn này bị nặng nhất. Hôm qua, hôm kia. Hôm qua thông rồi mà giờ. Như này vẫn... Không rồi, đi đường đường này. Chứ không phải thông rồi kia. Mình cứ tưởng là thông ở đây. Cô giáo tay lái non này. Em không dám đi rồi. Các cô giáo thì đi học, đi dạy thì đem theo đồ ăn để đi lên lớp cho các cháu để bữa trưa ấy các bạn. Để hỗ trợ. Xin chào buổi sáng các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo mình truyền tải lên kênh các bạn. Hiện tại thì mình đang ghi hình là 6 giờ 15 sáng các bạn. Và hôm nay là ngày đầu tuần, ngày thứ hai. Và trước mắt chúng ta đây, cái chỗ mà máy xúc đang ở đây này, thì chỗ này trước đó là ngôi nhà của cô giáo Điệp các bạn nhé. Cô giáo dạy ở mầm non. Đó, anh Pháo thì ghi hình rất là nhiều hình ảnh về cô giáo Điệp đây rồi các bạn. Và buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại học sinh cũng đã đến trường các bạn. Các cô giáo cũng đã đi dạy. Mình đang đi theo ra đây để theo chân cô giáo Điệp đến trường. Vậy là để cho cô chỉ cho một số chỗ... nhà của mấy bạn học sinh của cô ấy bị sạt lở ấy các bạn. Đó. Thì là tiện đường đi thì mình sẽ ghi hình cái quãng đường đi. Đó. Cái quãng đường đi của cô giáo mầm non đi dạy sau những cái mùa lũ này các bạn nhé. Hiện tại thì đường rất là khó. Đi nữa đi chú. Bây giờ thế này. Đó, hiện tại thì đường đang tắc các bạn. Cái khu vực này thì mọi người đào mấy ngày này liền rồi nhưng mà các cô giáo này muốn đi dạy sớm thì muốn đi dạy đúng giờ thì phải đi rất là sớm các bạn. Bông quả. Ui rồi đường này dã man chưa. Ô tô không đi được đâu các bạn, đi xe máy thôi. Ô tô làm sao mà qua đây được. Chắc thì xe hai cầu máy lớn thì mới đi được thôi. Rồi các bạn là đi một đoạn thì vào đến chỗ nhà bác của cô giáo Điệp các bạn. Hiện tại thì nhà thì không còn nữa, vậy ở lán thì cũng bất tiện nên là ở cái nhà cả nhà chị thì chuyển vào đây ở các bạn nhé. Chuyển vào đây ở chỗ nhà bác, trong nhà sàn ở trong này các bạn. Thì sẽ tiện cho trẻ con các thứ sinh hoạt hàng ngày ấy. Đó.
ở ngoài kia thì gần đường quá, nó ồn với nó bụi ấy. Máy công trình người ta đang làm đất nên là rất là khó. Chị Điệp thì đang chuẩn bị đồ để đi ra trường các bạn. Đây thì bác gái đang giặt. Đó. Nãy giặt đi chỗ ao đi rồi bây giờ khăn giặt hai cái bàn tay. Nãy lấy để máy giặt đi. Máy giặt thì xuống ao đi rồi ạ. Vâng, đi xuống ao thế cả máy giặt cái cả cái máy gì của máy gì máy máy ấy của Điệp đi hết. Đi ở Điệp không có cái gì đi làm. À cả xe máy, máy tính cũng đi hết đấy ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Cái này cả những vật dụng trong gia đình, cả quần áo này cũng xuống ao hết rồi các bạn cũng. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Con người con của. Dạ vâng ạ. Dạ. Chị đi xuống đây các bạn. Xem cô giáo chuẩn bị đi dạy nhé. Chị đi làm ở trường cả ngày đấy ạ. Bây giờ đi làm thì phải đeo ủng các bạn. Thế cái cuốn này đi học đến đâu? Đi học ở ngay điểm đấy ạ. Cũng ra tận đấy ạ? Không, đi ra đã ở ngay đây thôi. À, đi học ngay điểm đây thôi đúng không? Đeo hai bên vào này. Chị đang ở nhà bác chị. Dạ vâng. Chị Trang ơi. Các bạn nhìn xe máy này. Thế. Đi học đi. Đường đi này các bạn này, hai bên thì sạt nhiều lắm. Cái này gọi là cái đoạn này là dễ đi các bạn nhé, sạt ít đấy, đi nữa cơ, một chốc nữa cơ, để có những chỗ sạt cả cái quả đồi xuống cơ các bạn, thì đi còn đáng sợ hơn. Xe này á? Chị bảo xe này mình không đi được rồi. Chắc là được. Con đường đến trường các bạn, trước đó thì rất là đẹp luôn, bây giờ thì sạt bẩn các bạn. Rồi thì ở đây là một cái ngôi nhà sàn các bạn nhé, nhưng mà bây giờ thì bị san lấp hoàn toàn rồi, không còn nhìn thấy ngôi nhà nữa. Khu vực này thì may mắn là mấy hôm nay trời nắng nên là máy xúc người ta vào người ta làm thì dễ đi hơn rồi các bạn. Đường đi dạy học đây này các bạn này, đi lại đây này. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Chảnh vô ghê như này mà. Dã man chưa? Đoạn này là bị nặng nhất ở cô giáo? Đúng rồi, đoạn này bị nặng nhất. Hôm qua hôm kia? Hôm qua thông rồi mà giờ. Như này vẫn... À, không rồi, đi đường này. Chứ không phải thông rồi kia. Mình cứ tưởng là thông.
làm thông đi tạm cái đường bên này trước thôi các bạn, nhưng mà cái này phải xe số mới được, xe Vision đi hơi khó một chút các bạn. Ui dồi, nhìn đường nó sạt này các bạn này. Chị đi dạy nhá. Okay. Em ở trong làng này thôi. Ừ. Cảm ơn em nhá. Dạ vâng. Đằng trong kia vành 6 đi khó lắm. Có cô giáo kia đang vào. Dạ vâng. Em vào trong điểm trường thôi. Bây giờ hôm nay thì chị Điệp dạy trường trung tâm các bạn. Chào mọi người nhá. Vâng. Cô giáo Điệp thì dạy trường trung tâm. Nên là mình hôm nay thì địa điểm đến là sẽ là cái trường ở trong kia các bạn nhé. Mọi người thì đưa trẻ con đi học sáng sớm này. Quá vất vả. Cô giáo tay lái non này. Chị đi vào điểm trường trong kia đúng không? Ở vành 6 à? Đường trong đấy đi được không? Nó vâng. Đỡ hơn ở đây đúng không? Vâng, đỡ hơn đây ạ. Vâng, chắc đoạn này là khó nhất rồi nhỉ. Bây giờ dễ rồi, hôm nay nói chung là mình hoàn thành rồi. Họ chỉ sập vào bên cạnh đây, đất xuống bên cạnh đấy. À. Lối để đi được. Dạ vâng. Khu vực này này các bạn này thì sạt rất là cao, trên cái xuống ụp xuống, mọi người muốn đi đâu thì chỉ có đi bộ thôi các bạn. Hôm qua thì máy xúc họ khơi cho một cái đường mới các bạn, sang bên cạnh đây thì nó khô mà. Đây thì các cô, các anh thì khơi đường cho người dân đi. Đó. Dạ. Đi em đừng để xe đấy. Một bác thì cõng cháu đi học các bạn. Cõng cháu đi học đường đi khó lắm cháu ơi. Đường đi khó quá nên là cõng cháu đi học. Các cô giáo đi trường, đến trường dạy mang theo đồ thức ăn để nấu cho các cháu. Đó. Một người lái xe, một người đi bộ đi theo đấy các bạn, không thể kém hai được, vì tay lái của các chị em thì yếu ấy, cái đường này thì rất là khó đi luôn. Đoạn sạt đây này các bạn này, đi đường xa nữa, sạt nữa các bạn. Cái này là điểm mà hôm rồi thì không đi xe máy đâu các bạn, toàn đi bộ thôi, mọi người toàn đi bộ hết thôi. Đó, mấy ngày, cả một tháng trời liền, hôm nay bắt đầu mới thông.
đến thời điểm hôm nay là một thông cập các bạn nhé. Còn trước đó thì chưa thông tí nào cả, mọi người thì toàn đi bộ thôi. Chào cô giáo. Các cô giáo thì đi học, đi dạy thì đem theo đồ ăn để đi lên lớp cho các cháu để bữa trưa ấy các bạn. Để hỗ trợ. Chở nặng quá các bạn, xe tay ga thì nó trơn đấy. Ô, chị... để em đỡ cho. Thôi, em được đi được, nó nhẹ mà. Thế à? Quần áo cho các cháu. Hai anh sao lại đi đường này? Đi chợ Bia Bàn. Dạ? Chợ Bia Bàn, tầng 4.